Mới đây, danh hài Chí Trung đăng đàn tỏ thái độ bức xúc trước bình luận kém duyên của dân mạng về chuyện tình cảm của mình, đặc biệt nhắc tới cả vợ cũ và người yêu hiện tại. Chia tay vợ là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sau 32 năm gắn bó vào cuối năm 2018 đến cuối năm 2019, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung công khai mối quan hệ với nữ doanh nhân kém 18 tuổi Ý Lan, tên thật là Trần Ngọc Lan. Trước đó, Ý Lan cũng từng có một đời chồng và đã chia tay 3 năm trước khi bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng. Từ khi công khai mối quan hệ mới, Chí Trung nhiều lần phải nhận những bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội khi bị so sánh với bạn gái về tuổi tác, ngoại hình. Mới đây, anh tiếp tục bị soi mói về đời tư, thậm chí bị một người dùng Facebook mắng là thằng đàn ông rẻ tiền, không có tâm vì lý do ly hôn với người vợ gắn bó nhiều năm và yêu tình trẻ. Cụ thể, tài khoản này vào trực tiếp trang cá nhân của Chí Trung và để lại nội dung bỏ vợ già để thảnh thơi lấy vợ trẻ chung sống hạnh phúc. Thế thì thằng đàn ông không có tâm nào chẳng làm được, bỏ qua những gì không tốt để vì hạnh phúc gia đình con cái, cùng nhau đi hết cuộc đời, đấy mới là đáng ca ngợi. Hy sinh đời bố củng cố đời con, thế mới đáng mặt đàn ông. Còn nghệ sĩ Chí Trung này có gì đáng ca ngợi, bản mặt hắn chỉ biết lo cho bản thân, chạy theo gái trẻ ăn chơi, phè phỡn mặc các con buồn. Với tư tưởng đánh mất gia đình thì là thằng đàn ông rẻ tiền thôi, Chí Trung à. Ngay sau đó, Chí Trung đã đáp trả bên dưới với nội dung gay gắt, hoàn toàn thông cảm với những thở than của một người có cái bản mặt như thế này, thương thay cho một bộ não thiển cận, bảo thủ và cố chấp, đồng thời chia sẻ ảnh của người viết bình luận trên. Lùm xùm lập tức gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không sống ở hoàn cảnh của người ta mà đòi phán xét, mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình. Vợ chồng hết duyên hết nợ thì chia tay trong văn minh, chẳng hay hơn việc lén lút gây tổn thương cho nhau hay sao? Chuyện nhà người ta cô biết gì mà nói, thế giới người ta sinh ra ly hôn để giúp con người văn minh hơn đấy cô. Chuyện nhà người khác mình nhảy vào nói có vô duyên không cô, dù thế nào vẫn không nên lấy hình cá nhân của người ta ra bêu diếu thế. Người của công chúng phải nhận ý kiến trái chiều là chuyện bình thường, mình sống đúng đắn thì cần gì phải sợ ai. Trước đó, Chí Trung cũng từng đối mặt với nhiều lời công kích từ dân mạng sau khi công khai mối quan hệ với Ý Lan. Có người nhận xét nam nghệ sĩ ăn bám bạn gái là nữ doanh nhân nên mới có cuộc sống sung sướng. Vấp phải ý kiến này, Chí Trung nói rõ là nghệ sĩ nên tôi học cách sống chung với những tin đồn ác ý. Thế tôi có bạn gái trẻ đẹp, giỏi giang, họ hay nói nọ kia lắm. Tôi khẳng định, tôi và Ý Lan đến với nhau vì tình yêu, sự chân thành không nhuốm màu vật chất. Tôi đường đường là lãnh đạo của một đơn vị nghệ thuật, sao lại đi ăn bám ai? Chúng tôi đến với nhau vì tìm thấy được sự an yên về tâm hồn, bên nhau thấy an toàn, hạnh phúc chứ không như người ta tưởng tượng. Tôi gần 60 tuổi rồi, đi qua nhiều giông bão rồi nên giờ miễn nhiễm với những thông tin ồn ào đó. Tôi luôn tự hào vì mình sống được với nghề, tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn. Ai chơi với Chí Trung đều hiểu, tôi là người thẳng thắn, không bao giờ luồn cúi ai nên mình có thế nào thì sống vậy. Ý Lan luôn tôn trọng tôi. Trong việc kinh doanh, cô ấy thường xuyên hỏi ý kiến tôi, chúng tôi rất hiểu nhau. Từng là một trong những cặp đôi bền chặt của giới nghệ sĩ, Chí Trung và Ngọc Huyền tuyên bố ly hôn sau 32 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối. Cả hai yêu nhau trong thời gian theo học tại sân khấu tại nhà hát tuổi trẻ. Khi ấy, Ngọc Huyền mới 18 tuổi và bị gia đình tìm mọi cách ngăn cấm chuyện tình cảm với Chí Trung trong suốt 5 năm đầu. Lý do vì cô là ái nữ của ông chủ tiệm ảnh Đại Tân, phố Huế chứ danh thập niên 80, còn nam diễn viên lại quá nghèo, sống cùng mẹ trong căn tập thể 10m². Trải qua 7 năm yêu nhau, Ngọc Huyền và Chí Trung chính thức làm đám cưới vào đầu năm 1986. Trong những lần chia sẻ trước truyền thông, Ngọc Huyền cho biết ông xã mình có tính lẳng lơ, vẫn thường hay bẹo má nhiều cô gái khác vào thời cả hai yêu nhau. Dù từng ghen tuông, giận dỗi, tức tưởi, tủi hờn và suy nghĩ tiêu cực, cô vẫn không biết làm sao vì đó là tật xấu cô hữu của người bạn đời. Do đó, Ngọc Huyền đã cố gắng làm quen, học cách chấp nhận và dửng dưng dần mỗi ngày. Nhờ vậy mà sau một thời gian, tật xấu này của chồng không ảnh hưởng đến cô nữa. Một phần mình không thể giận chồng quá lâu là vì dù anh có lẳng lơ ở đâu nhưng vợ con với anh luôn là số một. Suốt hơn 30 năm qua, lúc nào mình cũng cảm nhận được một tình yêu rất lớn của anh ấy dành cho mình. Thế nên có bao nhiêu tủi hờn cũng theo gió mà bay, nữ nghệ sĩ bộc bạch.